Sáng 19 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phẫu thuật xong cho anh Y Thông Chỉ Byă, sinh năm 1995, kiểm lâm Vườn Quốc gia Yók Đôn, tỉnh Đắk Lắk sau khi bị lâm tặc chém đứt gừng tay. Tại bệnh viện, anh Y Thông Chỉ Byă cho biết, ngày 18 tháng 12, lãnh đạo trạm kiểm lâm số 11, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Yók Đôn, phân công anh và anh Y Rin, sinh năm 1983, đi tuần tra bảo vệ rừng. Khi nghe tiếng máy cưa, hai anh lần theo thì phát hiện nhóm 10 đối tượng đang cắt gỗ và ngay lập tức bị các đối tượng này bao vây, tấn công. Được sự phân công của đồng chí Tạ Công Sinh, trạm trưởng trạm kiểm lâm số 11, phân cho tôi với đồng chí Y Rin đi tuần tra tại tiểu khu 276. Đến lúc 18 giờ 30 phút tối, chúng tôi phát hiện nghe tiếng cưa và tôi với đồng chí Y Rin áp sát và tôi là người lao ra và chụp được một tên lâm tặc. Trong khi đó, nhiều đối tượng bao vây và nó lấy dao chém tôi vào tay. Xong đồng chí Y Rin từ phía sau lao ra và bắn một phát chỉ thiên. Xong mấy đám lâm tặc chạy bỏ trốn. Xong lúc đó tôi được các anh em trạm kiểm lâm số 1 và trạm Đắk Lắk tăng cường và đưa tôi lên bệnh viện gần nhất để chữa trị vết thương. Xong được anh em đồng chí lên khoa bệnh viện Tây Nguyên để chữa trị. Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Tú Linh, phó giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Yók Đôn cho biết, tại hiện trường, các đối tượng đã cắt hạ 2 cây gỗ căm xe nhóm 2 với khối lượng trên 2 mét khối và thu giữ 1 cưa máy. Sáng 19 tháng 12, Chi cục Kiểm lâm vùng 4 và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên anh Y Thông Chỉ Byă.